Hôm nay tôi sẽ nói về vấn đề tắc tuyến lệ ở trẻ sơ sinh, cách nhận biết và xử trí. Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ thạc sĩ Vũ Thị Thúy Lan, phụ trách phòng khám nhi cây thông xanh. Về tắc tuyến lệ trẻ sơ sinh là một cái dấu hiệu mà rất nhiều bà mẹ quan tâm và lo lắng. Tuy nhiên đây là vấn đề không quá nguy hiểm như các cha mẹ nghĩ. Hiện tượng tắc tuyến lệ ở trẻ sơ sinh có thể là do hệ thống dẫn lưu nước mắt bị tắc nghẽn hoàn toàn hoặc là tắc nghẽn một phần. Vì vậy gây ra các cái biểu hiện như là chảy nước mắt nhiều, nước mắt sống, làm cho nước mắt trẻ lúc nào cũng ướt như là khóc. Thứ hai là có thể gây các cái rỉ mắt, rỉ vàng dính xung quanh mắt. Và thứ ba là nặng hơn là có thể gây nhiễm trùng. Và khi nhiễm trùng thì là bệnh sẽ rất là nặng. Các dấu hiệu nhận biết khi mà trẻ bị tắc tuyến lệ. Thứ nhất là trẻ sẽ chảy nhiều nước mắt, lúc nào mắt cũng ướt như là đang khóc. Thứ hai là trẻ rụi mắt khi mà trẻ thức dậy. Thứ ba là mắt trẻ rất nhiều các cái rỉ, đặc biệt là các rỉ vàng dính xung quanh mắt. Và thứ tư là trẻ có thể bị đỏ cái da ở bờ mi mắt. Tắc tuyến lệ có thể khác với lại nhiễm khuẩn mắt ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh. Nhiễm khuẩn mắt thì thông thường là trẻ sẽ sưng tấy và đỏ ở ngay cả trong cái lòng của mắt. Trong khi đó, tắc tuyến lệ thì chỉ là sưng ở cái bờ mi mắt do trẻ day, rụi khi thức dậy. Còn trường hợp thứ hai, nhiễm khuẩn mắt trên trẻ tắc tuyến lệ thông thường sẽ xảy ra muộn hơn sau khi trẻ tắc tuyến lệ quá dài, thì lúc đấy mới có nhiễm khuẩn thứ phát. Thì đấy là hai cái trường hợp mà nhiễm khuẩn mắt mà chúng ta cần phải phân biệt. Khi có hiện tượng như vậy thì chúng ta nên xử trí như thế nào? Trước mắt thì thông thường đối với các cái trẻ dưới 3 tháng thì chúng ta có thể day vào cái gốc trong của mắt. Chúng ta chú ý khi tiến hành day để thông tắc tuyến lệ cho trẻ thì chúng ta sử dụng ngón út là vì là diện tích nó rất là nhỏ. Thứ hai là chúng ta sẽ day từ phía trên của hốc mắt. Chúng ta day dần xuống phía gốc mũi sau. Chúng ta có thể tiến hành day như thế này một ngày từ 2 đến 3 lần. Ngoài việc chúng ta thường xuyên day cái ống lệ đạo cho trẻ thì chúng ta phải vệ sinh mắt cho trẻ thường xuyên bằng nước muối sinh lý 9 phần nghìn cũng 2 lần trong một ngày. Nếu trong trường hợp mà trẻ có hiện tượng sưng hoặc đỏ ở mắt thì chúng ta phải cho trẻ đi khám bác sĩ ngay trong quá trình mà chúng ta day tắc tuyến lệ cho trẻ. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Nếu có thắc mắc hoặc câu hỏi gì, chúng tôi xin sẵn sàng trả lời.